Liên quan ca mắc cúm AH9 đầu tiên tại Việt Nam vừa được phát hiện tại Tiền Giang, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đã có những chỉ đạo khẩn đối với Sở Y tế Tiền Giang và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức điều tra nguồn lây và xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc mới, sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định. Đối với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cục y tế dự phòng đề nghị quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục điều tra, giám sát và theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới. Đơn vị này có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định phân nhóm virus hướng dẫn và hỗ trợ địa phương xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm từ các ca nghi nhiễm trên người và xử lý ổ dịch theo quy định. Bộ Y tế cho biết trường hợp mắc cúm AH9 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm ốm, chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe.